Thưa quý vị, thưa các bạn, cơ khí được coi là ngành xương sống của nền kinh tế, là nền tảng cung cấp công cụ, tư liệu sản xuất cũng như tạo năng suất cho hầu hết tất cả các lĩnh vực, từ sản xuất đến tiêu dùng. Tuy nhiên, có thực tế là các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đang đứng trước nguy cơ ngày càng tụt hậu, thiếu sức cạnh tranh ngay trên sân nhà. Do đó, cần có sự nhìn nhận đúng tầm với bước đi phù hợp để công nghiệp hỗ trợ cơ khí tạo đà phát triển bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chúng ta đều biết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành các kết luận, nghị quyết về định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, trong đó trọng điểm là ngành cơ khí. Để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ tới, yêu cầu phát triển được một nền công nghiệp cơ khí hiện đại làm nền tảng để thúc đẩy phát triển của các ngành sản xuất, dịch vụ. Đồng thời, ngành cơ khí Việt Nam phải phát triển với sản phẩm có chất lượng, có chi phí sản xuất thấp, sức cạnh tranh cao để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của tất cả các doanh nghiệp, của tất cả các hiệp hội, của các chuyên gia, của các nhà khoa học, đặc biệt là đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của nhà nước, của chính phủ, của các bộ ngành và các địa phương trong việc hoàn thiện các cơ chế chính sách để ưu đãi hơn, khuyến khích hơn đối với ngành cơ khí, nhằm tạo cái môi trường thuận lợi nhất để huy động các nguồn lực phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong thời kỳ mới. Do nguồn vốn lớn, thời gian thu hồi dài, ngành cơ khí cần có tầm nhìn tốt về thị trường. Một khi đã có thị trường, chắc chắn nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bắt tay đổi mới công nghệ để nâng cao trình độ và năng lực sản xuất. Vậy làm cách nào để vực dậy ngành công nghiệp cơ khí trong nước phát triển đúng với tiềm năng? Theo tính toán của các chuyên gia, tổng nhu cầu về máy móc thiết bị của nước ta từ nay đến 2030 ước tính khoảng 350 tỷ đô la Mỹ. Đó là chưa tính đến thị trường công nghiệp hỗ trợ nếu có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Dư địa phát triển còn lớn hơn nhiều. Như vậy, thị trường cơ khí nội địa đã đủ để nuôi lớn các doanh nghiệp. Theo đánh giá của Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, VAMI, nếu có chính sách thị trường hợp lý, ngành cơ khí Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để đáp ứng đến 70% nhu cầu thị trường vào năm 2030. Chính phủ đã phê duyệt ban hành về phát triển cơ khí đến 2035, ban hành vào 2018, cuối năm 2018. Thì bình quân một năm tại thời điểm hiện nay là Việt Nam có một cái thị trường cơ khí, máy móc đến trên dưới 40 tỷ đô la một năm. Không nước nào có một cái thị trường mà được mơ nó lớn như vậy, cái dung lượng lớn như vậy. Vậy thì chúng ta khai thác cái thị trường như thế nào để người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào cái thị trường ấy, hay là để nước ngoài người ta làm hết? Đấy là một cái việc rất lớn về chính sách. Đã đến lúc Việt Nam trong giai đoạn những năm tới phải xem xét bổ sung lại cái chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Hiện tại ngành cơ khí Việt Nam đã làm tốt được nhiều chủng loại sản phẩm, nhưng nguồn lực tài chính của đất nước có hạn. Cơ quan thẩm quyền nên tập trung rà soát lại một số sản phẩm cơ khí trọng điểm, có thị trường và điều kiện phát triển tốt để có những chính sách hỗ trợ tập trung hơn như ngành đóng tàu, chế tạo thiết bị đồng bộ, thiết bị điện, ô tô, máy động lực, máy nông nghiệp, tránh tình trạng chính sách vĩ mô tốt nhưng triển khai kém hiệu quả. Ngoài ra, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, cần có những chế tài bắt buộc sử dụng vật tư thiết bị do Việt Nam sản xuất tiêu chuẩn. Hiện nay thì công ty chúng tôi cũng đã sản xuất ra được và nội địa hóa rất nhiều sản phẩm, ví dụ các cái loại bi trao, trục ắc, rồi là tam mua, rồi rô tuyên và rất nhiều sản phẩm khác. Thế nên là về chất lượng thì là có thể nói là chất lượng chúng tôi sản xuất ra thì có thể đạt được từ 7 đến 80% chất lượng nhập khẩu. Quan trọng nhất là khi chúng tôi sản xuất ra thì là nó chủ động trong vấn đề sửa chữa, hai nữa là giảm được cái nhập siêu. Và giá thành thì chúng tôi chỉ bằng khoảng 20 đến 30% so với nhập ngoại. Trong nhiều năm gần đây thì công ty đã có những cái chương trình để triển khai với cái tinh thần là tự học, tự hỏi, tự làm, và chúng ta sẽ tự sản xuất để cạnh tranh với lại các cái sản phẩm nhập khẩu khác, đặc biệt các cái thiết bị trong ngành mỏ là những cái thiết bị nặng và có yêu cầu kỹ thuật cao.
khi tham gia sản xuất các cái thiết bị, các cái phụ tùng thay thế cho nhập khẩu sẽ làm giảm cái sức nhập siêu của ngành nói riêng và toàn quốc nói chung trong cái việc là thay thế cái thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài. Thực tế, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng và dưới tác động cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt, vấn đề cấu trúc lại ngành cơ khí, lựa chọn công nghệ mới đang trở nên cấp bách nhằm phát huy cao nhất lợi thế của Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách với các nước có ngành cơ khí công nghệ cao. Tuy nhiên, phát triển công nghiệp hỗ trợ cơ khí cần quá trình tích lũy, khả năng quản lý và sản xuất lâu dài. Ngành này cũng khó phát triển nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước. Doanh nghiệp cơ khí trong nước rất mong muốn nhà nước cần có chủ trương nhất quán, dài hạn, phân bổ nguồn lực đủ lớn để hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí đạt tới trình độ khu vực và quốc tế. Nhà nước cần tính toán và có hỗ trợ để doanh nghiệp trong nước có nhiều đơn hàng, có thị trường, từ đó có điều kiện tích lũy để đầu tư phát triển.